Tháng cô hồn, ngôi nhà cũng có may mắn tìm tới cửa, còn sau này một bước thăng hoa dễ dàng. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh tâm linh hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng cô hồn là lúc mà Diêm Vương khai mở cửa quỷ môn quan cho các âm hồn, xạ quỷ quay trở về dương thế, thăm lại cố hương và người thân. Trong thời điểm này, oan khí ngất trời, nhiều người kiêng kỵ, không làm ăn mua bán gì trong khoảng thời gian này. Ấy vậy mà, trong tháng cô hồn cũng có những con giáp gặp vận đỏ liên tục. Xin chúc mừng bốn con giáp may mắn nhất trong tháng cô hồn khi công danh, tình tiền đều cực vượng, vận trình mỗi bước thăng hoa đúng như điều mà mọi người luôn mong muốn. Đó là những con giáp nào? Trước khi theo dõi chương trình để hóa giải vận đen đeo bám cùng với những oan hồn, dạ quỷ bám theo mọi người, thầy Gia Cát khuyên quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được thầy Gia Cát khai quang chi chú. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bốn con giáp may mắn này là những tuổi nào ngay sau đây. Xin chúc mừng bốn con giáp may mắn trong tháng cô hồn khi công danh, tình tiền đều cực vượng, vận trình một bước thăng hoa đúng như điều bạn mong muốn. 1. Tuổi Dần. Tháng cô hồn này sẽ là thời điểm tuổi Dần khiến cho mọi người phải ghen tị với những khởi sắc rực rỡ của mình. Được vận may chiếu cố, bản mệnh chẳng còn lo lắng về tình hình tài chính. Mệnh chủ sẽ được casting giúp giải quyết rắc rối, mở ra cơ hội tốt để làm giàu. Người làm kinh doanh càng thêm vượng tài, vượng lộc khi việc buôn bán hanh thông, hàng hóa lưu thông thuận lợi. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó. Việc cần làm nhất là tuổi Dần cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời cơ và tiến về phía trước. Dự kiến là chỉ trong thời gian ngắn nữa, bạn nhất định sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước. Bên cạnh đó, đường tình duyên của những chú hổ cũng tốt đẹp chẳng kém. Đào hoa khoe sắc, người độc thân cảm thấy đào hoa đang đến rất gần, bạn gặp được những người hợp duyên, hợp ý, chỉ cần chủ động hơn một chút là chắc chắn hạnh phúc sẽ nằm ở trong tay. 2. Tuổi Sửu. Xem tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Sửu trong tháng cô hồn sẽ đạt mức đỉnh điểm. Tin vui nối tiếp tin vui, công danh tài lộc phát vượng vô cùng. Con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thanh thang. Ngay từ bây giờ, bạn cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng, công sức và sự nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng. Việc hợp tác làm ăn cũng đang diễn ra vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài. Người tuổi Sửu nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để thu lợi về mình thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng. 3. Tuổi Thân. Là một trong những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, người tuổi Thân cũng đang nhận được sự chiếu cố nồng hậu của thần may mắn. Hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc, tình cảm của bản mệnh đều đạt bước tiến đáng mừng. Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư giả về vật chất. Người làm kinh doanh có lợi, không còn vướng phải nhiều chuyện khó khăn, trở ngại tài chính như trước đó. Công việc cũng không có điều gì đáng ngại ở thời điểm này. Bản mệnh khéo léo vận dụng sự thông minh, sáng suốt của mình để giải quyết công việc một cách nhanh gọn, hiệu quả. Mọi việc đi đúng theo sự tính toán của những chú khỉ khiến bạn rất hài lòng. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp chẳng kém sự nghiệp và tài lộc của những con giáp này. Bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong chuyện tình cảm. Những cử chỉ, hành động yêu thương của đối phương như mang lại cho bạn sức mạnh vô hình. Ngoài ra, những ai độc thân đừng ngại khi được giới thiệu, mai mối. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể tự mình mở rộng mối quan hệ để tìm kiếm nhân duyên phù hợp. 4. Tuổi Tỵ. Trong tháng cô hồn này, tin mừng tới liên tiếp với người tuổi Tỵ khi đường tài vận của bạn đang vô cùng vượng phát. Thời điểm này, bạn có lộc lá,
người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người may mắn trao cho tài lộc. Cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn so với bình thường, nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định, quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang cho mình số phận riêng. May mắn và thành công đôi khi không phải muốn là được. Trong tháng cô hồn này có những thứ mà chúng ta không thể ngờ tới. Các cụ ngày xưa có câu, có làm thì mới có ăn, không phụ lòng các cụ. Bốn con giáp này mặc tháng cô hồn đeo bám, vẫn nỗ lực hết mình để được may mắn, tiền bạc luôn rủng rỉnh. Đó là những con giáp nào? Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Bốn con giáp có làm thì sẽ có ăn, tài lộc rủng rỉnh trong suốt tháng 7 âm lịch. Xin chúc mừng bốn con giáp phát tài trong tháng 7 âm lịch. Bạn có thể kiếm được một khoản khá khá khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. 1. Tuổi Dần. Ngày Tuổi Dần là con giáp phát tài trong tháng 7 âm lịch. Chính vì thế, vận trình tài lộc của bạn có sự phát triển khá đáng mừng. Bạn mệnh nhanh chóng nhận được các khoản lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đây và khoản tiền đó sẽ chỉ giúp cho túi tiền của bạn trở nên rủng rỉnh hơn mà thôi. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng đem về cho bạn không ít cơ hội làm giàu. Bạn có thể được giới thiệu cho những mối hàng, đối tác mới. Đây chính là cơ hội để mở rộng kinh doanh, đầu tư. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội được thưởng nóng, cốt là bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng hãy cứ xông xáo, chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi. 2. Tuổi Tỵ. Theo tử vi 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch, quan hệ xã giao hài hòa là nền móng giúp người tuổi Tỵ nhanh chóng tiếp xúc được với những mối quan hệ bạn hàng, đối tác mới, đem lại lợi lộc cho bản thân, giúp con đường tài lộc rộng mở. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản, có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, hãy tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Nếu với những người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này, cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. 3. Tuổi Ngọ. Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có những tiến triển khá lạc quan trong tháng 7 âm lịch. Cát tinh đem lại nhiều tác động tích cực, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, nhanh chóng, đem lại lợi nhuận cho bản thân, tập thể. Thời điểm này, quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn nhanh chóng giải quyết các vấn đề khúc mắc, thậm chí giới thiệu cho bạn những mối làm ăn phù hợp với năng lực. Ngoài ra, bạn có thể chinh phục được khách hàng nhờ sự uy tín của mình. Bản mệnh không chỉ mở rộng được thêm đối tượng khách hàng mới mà còn giữ chân được nhiều khách hàng cũ, khiến đồng tiền vào túi tăng lên không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội tăng thêm thu nhập nhờ các khoản thưởng nóng do đạt được thành tích tốt trong công việc. 4. Tuổi Mùi. Trong tháng 7 âm lịch, sự chăm chỉ, cẩn thận sẽ giúp những người tuổi Mùi có một nguồn tài chính ổn định, tăng tiến. Bạn có thể thu được lợi nhuận từ những khoản đầu tư trước đó và từ những mối khách hàng quen thuộc. Bạn cũng có thể mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh của mình. Tuy lợi nhuận chưa chắc đã thu được nhanh chóng, hãy cứ bình tĩnh, chậm mà chắc. Chỉ cần bây giờ bạn bỏ công sức ra làm việc, thì tương lai bạn sẽ gặt hái được thành quả như mong muốn. Với những người làm công ăn lương, bạn vẫn nhận được mức lương ổn định trong tháng này. Nếu không ngại nhận thêm nhiệm vụ mới, sẵn sàng làm ngoài giờ, thì bạn còn có được cơ hội nhận thêm các khoản thưởng nóng hoặc phụ cấp. Những người trẻ tuổi muốn thử sức mình trong chuyện đầu tư, kinh doanh thì nên dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, tạo dựng thêm các mối quan hệ có ích cho mình trong tương lai. Trên đây là những chia sẻ về những con giáp may mắn trong tháng cô hồn. Qua video này có thể cho chúng ta thấy rằng không phải tháng cô hồn thì ai cũng xấu, ai cũng tốt. Có một số con giáp dù vận đen liên miên nhưng vẫn tự mình đứng dậy và khẳng định bản thân trong tháng cô hồn này. Đây cũng là bài học mà chúng ta phải lấy làm gương để nói theo.
Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.